Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng xuất tài khoản Zalo trên điện thoại. Để đăng xuất tài khoản Zalo trên điện thoại á thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ truy cập vào ứng dụng Zalo trên điện thoại. Rồi bây giờ tôi sẽ bấm vào ứng dụng Zalo. Rồi tiếp theo ở đây, tôi sẽ chọn vào cá nhân. Biểu tượng cá nhân á nó có biểu tượng hình người, nó nằm phía dưới bên góc bên phải á. Các bạn chúng ta sẽ chọn vào. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn cài đặt. Cài đặt có biểu tượng là hình bàn răng cơ, nó nằm phía trên bên góc bên phải á. Các bạn chúng ta sẽ chọn vào. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ kéo xuống. Tới cái dòng là đăng xuất á, các bạn chúng ta sẽ bấm vào dòng đăng xuất. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện một thông báo đăng xuất khỏi tài khoản này. Đó nếu mà các bạn chúng ta muốn đăng xuất thì chúng ta bấm vào đăng xuất. Còn nếu mà các bạn không muốn đăng xuất á, các bạn bấm vào hủy. Ở đây á, tôi muốn là đăng xuất thì tôi sẽ bấm vào đăng xuất này lập tức á tôi đã đăng xuất tài khoản Zalo của tôi trên điện thoại đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách đăng xuất tài khoản Zalo trên điện thoại nếu thấy video hay hữu ích á thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi